Hi, xin chào mọi người. Xin chào mọi người đang đến với bó live stream tiếp tục ngày hôm nay của Bệnh viện Thẩm mỹ Medica. Ngày hôm nay thì Kim Yến sẽ livestream như thường lệ để chia sẻ với mọi người những cái kiến thức về cái quá trình thẩm mỹ cũng như là những cái phương pháp làm đẹp bằng cách là không phẫu thuật thẩm mỹ. Và bên cạnh đó thì ngày hôm nay trong bó live stream lần này Kim Yến sẽ mang đến cho mọi người một cái chương trình ưu đãi đặc biệt giảm giá tại Bệnh viện Thẩm mỹ Medica. Trong bó live stream lần này chị em chúng ta nhớ là share bó live stream giúp Kim Yến với nha. Bên cạnh đó thì chúng ta hãy cứ thoải mái đặt những cái câu hỏi hoặc là những cái thắc mắc của mình phía bên dưới bó live stream lần này. Kim Yến sẽ giải đáp hết tất cả những cái thắc mắc của mọi người. Và ngày hôm nay thì Kim Yến sẽ livestream để chia sẻ về chương trình khuyến mãi của nội khoa. Nội khoa là như thế nào ha? Thì tại Bệnh viện Thẩm mỹ Medica có các khoa như là ngoại khoa nè, nội khoa nè và nha khoa. Ngoại khoa thì mình thực hiện các dịch vụ về phẫu thuật thẩm mỹ, ví dụ như là phẫu thuật nâng ngực, phẫu thuật nâng mũi hoặc là tạo hình phẫu thuật cằm hoặc là các dịch vụ như là tạo hình thành bụng. Thì còn đối với nội khoa thì mình sẽ thực hiện các dịch vụ về da, ví dụ như là điều trị nám, điều trị tàn nhang, điều trị sẹo, điều trị mụn. Mụn thì có nhiều loại mụn, ví dụ như là mụn thịt, mụn thâm hoặc là mụn viêm, hoặc là những cái sẹo thì có nhiều loại sẹo, ví dụ như là sẹo rỗ, sẹo lồi, sẹo lõm. Hoặc là bên cạnh đó thì mọi người chúng ta còn có các dịch vụ như là điều trị bằng thực hiện các phương pháp filler nè, các phương pháp botox nè, hoặc là căng da bằng chỉ, nâng mũi bằng chỉ, hoặc là trẻ thu hẹp và trẻ hóa vùng kính. Các phương pháp như là BRB, cấy meso collagen tươi. Thì ngày hôm nay đối với tất cả những cái phương pháp Kim Yến vừa nêu trên thì hiện đang có một cái chương trình ưu đãi khuyến mãi, đó chính là giảm giá 50% cho tất cả các dịch vụ mà Kim Yến vừa nêu trên ha. Là ngày hôm nay là ngày cuối cùng rồi nha mọi người nha. Nếu như mà chúng ta đặt cọc chương trình cũng như là đăng ký thực hiện chương trình trong ngày hôm nay thì mình sẽ được giảm giá 50% cho tất cả các dịch vụ nội khoa. Các dịch vụ nội khoa thì khi nãy Kim Yến cũng đã nêu với mọi người rồi đúng không? Thứ nhất là các dịch vụ về da, ví dụ như là điều trị nám ha, điều trị tàn nhang, điều trị sẹo rỗ, điều trị tất cả các loại sẹo luôn, là sẹo rỗ nè, hoặc là ví dụ như là các loại sẹo như là sẹo thâm nè, hoặc là sẹo lồi nè, hoặc là sẹo lõm nè, thì mình đều được giảm giá 50% cho tất cả các dịch vụ của nội khoa luôn ha. Và bên cạnh đó thì chương trình mà Kim Yến chia sẻ ngày hôm nay thì chỉ áp dụng trong đúng duy nhất ngày hôm nay thôi, cho nên là chị em của chúng ta hãy tranh thủ ha, là ngày hôm nay để đến Bệnh viện Thẩm mỹ Medica để đặt cọc dịch vụ cũng như là thực hiện các dịch vụ trong ngày hôm nay. Nếu như mà ngày hôm nay á mình có thời gian thì mình đến thực hiện thì mình sẽ được giảm giá với cái mức giá này thì đúng rồi ha. Còn nếu như mà đối với trường hợp mà chúng ta không có thời gian á thì mình vẫn có một cái cách khác, đó chính là mọi người có thể chuyển khoản trực tiếp qua số tài khoản của Bệnh viện Thẩm mỹ Medica. Khi mà chuyển khoản qua thì mình vẫn giữ được cái chương trình khuyến mãi này trong vòng đến tận 1 tháng lận ha. Đây, còn đây là số tài khoản. Đây là số tài khoản của Bệnh viện Thẩm mỹ Medica đây mọi người. Đây là số tài khoản của Bệnh viện Thẩm mỹ Medica và với chủ tài khoản là Công ty Cổ phần Đầu tư Khang Minh. Khi mà mình chuyển khoản để đặt cọc thực hiện dịch vụ á thì mình hãy nhớ với giúp Kim Yến với cái nội dung là họ và tên, số điện thoại và tên dịch vụ. Và khi mà mình chuyển khoản với đầy đủ cái nội dung này rồi á thì chị em chúng ta nhớ thêm một bước nữa là mình có thể là chụp hình lại cái màn hình điện thoại lúc mà mình đã chuyển khoản qua giúp Kim Yến ha, để khi mà mình đến Bệnh viện Thẩm mỹ Medica thì mình sẽ được các bạn thu ngân xem và sẽ giảm giá trực tiếp với cái mức giảm giá 50% này luôn. Và khi mà mọi người chúng ta chuyển khoản cũng như là đặt cọc chương trình á thì mình sẽ giữ được chương trình khuyến mãi trong vòng 1 tháng. Tức là như thế nào? Ví dụ như là ngày hôm nay mình chuyển khoản ha, và trong vòng từ ngày hôm nay đến 1 tháng nữa mình không có thời gian để thực hiện, tuần sau mình cũng không có thời gian để thực hiện thì mọi người đừng lo, chương trình này vẫn giữ được trong vòng 1 tháng. Tức là trong 1 tháng nếu như mà chúng ta đến thực hiện trong cái khoảng thời gian đó thì mọi người vẫn giữ được cái chương trình ưu đãi giảm giá này và giữ được trong vòng 1 tháng luôn ha. Tức là ví dụ như ngày hôm nay là ngày 15 đúng không? Ngày 15 tháng 5 thì đến ngày 15 tháng 6 thì mình vẫn áp dụng được cái chương trình ưu đãi này luôn. Rồi. Và như khi nãy Kim Yến chia sẻ rồi thì ngày hôm nay Kim Yến sẽ tập trung chia sẻ với mọi người về các dịch vụ nội khoa. Đầu tiên là về làm đẹp da nè, ví dụ như là điều trị sẹo, điều trị nám tàn nhang, sẹo rỗ, mụn thịt, mụn thâm, hoặc là các dịch vụ như là
filler để nâng mũi, filler để thon gọn cằm, filler làm đầy hốc mắt, filler làm đầy rãnh mũi má, filler để làm đầy hai phần thái dương. Bên cạnh đó thì mình có thể thực hiện các loại botox để xóa nếp nhăn hoặc là làm thon gọn cơ cho mình. Hoặc là mọi người chúng ta nếu mà quan tâm đến các dịch vụ là căng da bằng chỉ hoặc là nâng mũi bằng chỉ thì mình hãy cứ comment trực tiếp dưới post livestream lần này những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của mình để Kim Yến sẽ giải đáp tất cả cho mình ha. Rồi, và ngày hôm nay thì Kim Yến có chuẩn bị sẵn hình ảnh của các vị khách hàng của chúng ta với các dịch vụ đã điều trị và thay đổi tại Bệnh viện Thẩm mỹ Medica, các dịch vụ nội khoa. Thì bây giờ Kim Yến sẽ chia sẻ cho mọi người cùng xem. Nếu như mà mọi người chúng ta đang quan tâm đến dịch vụ nào thì mình hãy comment ở phía dưới ha, để Kim Yến sẽ kiếm những cái hình ảnh của các vị khách hàng mà đã từng thực hiện như thế nào rồi để sẽ chia sẻ với mọi người về các hình ảnh để chúng ta hiểu rõ hơn. Ví dụ như là mọi người chúng ta đang quan tâm đến dịch vụ căng da bằng chỉ hoặc là filler mũi, filler cằm thì mình hãy cứ comment trực tiếp phía dưới là về cái dịch vụ mà mình quan tâm đi. Kim Yến sẽ tìm ra những cái hình ảnh của các vị khách hàng đã thực hiện và cải thiện như thế nào để mọi người chúng ta cùng xem bản thân mình thì mình cần cải thiện những gì ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem một vài hình ảnh nha. Đây, ở đây là hình ảnh các vị khách hàng là thực tế luôn, trực tiếp thực hiện các dịch vụ tại Bệnh viện Thẩm mỹ Medica luôn. Đầu tiên thì chắc là mình chia sẻ một chút xíu về các hình ảnh các vị khách hàng của chúng ta điều trị da nha mọi người nha. Rồi, đây, đây là hình ảnh các vị khách hàng của chúng ta đã từng điều trị da tại Bệnh viện Thẩm mỹ Medica. Đầu tiên là mình sẽ cùng xem hình ảnh của các vị khách hàng điều trị bớt sắc tố ha. Bớt sắc tố tức là những cái bớt mà nó đậm ở trên bề mặt da của mình. Đây, mọi người cùng xem ha. Đây là những cái bớt sắc tố, đây là hình ảnh trước khi làm và đây là hình ảnh trước khi làm nè. Mọi người thấy nè, đầu tiên là những cái bớt sắc tố của phần bên đây ấy, là cái bớt sắc tố này là cái phần mà nó hơi màu nâu ở phía dưới cằm. Và đối với cái bớt sắc tố này thì các bác sĩ sẽ thực hiện là bằng laser, dùng laser để điều trị. Và khi mà thực hiện bằng laser, laser tác động sâu vào phía bên trong cái bớt sắc tố này á, thì đầu tiên là nó sẽ làm giảm cái màu, tức là làm cho màu của bớt nó sẽ nhạt đi và nó sáng dần lên. Bên cạnh đó thì laser nó sẽ bắn hết những cái sắc tố melanin ở phía bên trong để giúp cho cái phần sắc tố nó sẽ sáng hơn. Đây mình cùng xem ha.